Thực tế này cho thấy, phải chăng chính quyền địa phương và ngành giáo dục cần có những biện pháp để siết chặt công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tự phát hiện nay? Ta có cái quy định là cho phép trẻ, cho phép được thành lập nhóm lớp, nhưng nhóm lớp lại có thể là trông trẻ mầm non. Và đây chính là một cái kẽ hở, bởi vì khi người ta mở nhóm lớp mà không có cái điều kiện an toàn cho trẻ thì hoàn toàn có thể dẫn đến những câu chuyện như thế này. Các cái điều kiện đã được quy định ở trong cái thông tư 49 năm 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì như vậy thì cái nhóm trẻ cũng như là trường mầm non thì chúng ta đã thấy rằng nó phân tách ra ít nhất là cái nhóm trẻ nhỏ nhất đấy là dưới 7 cháu và cái nhóm trẻ là trên 7 cháu. Thì ở đây đều có những cái quy định rất là cụ thể về cái tiêu chuẩn, về cơ sở vật chất, rồi về cái điều kiện của chủ nhóm trẻ cũng như là những người chăm sóc, giáo viên mà trực tiếp chăm sóc những cái cháu. Dù đã có những quy định cụ thể về việc thành lập và quản lý các cơ sở giáo dục tư thục, thế nhưng việc thực hiện đúng theo quy định thì không phải cơ sở nào cũng nghiêm túc tuân theo. Điều này chứng tỏ công tác quản lý các cơ sở giáo dục tư thục đang lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, bản thân các cơ sở giáo dục tư thục đang phần nào coi thường pháp luật, không thực hiện đúng những quy định thành lập cơ sở mầm non tư thục. Khi mà tuyển đầu vào là các cô phải có một chút về chuyên môn, và hai nữa là làm cái khi mà cam kết là khi mà là không được phép là đánh trẻ. Cũng thấy là có những cái trường hợp trẻ nó không ăn, nó khóc do rất nhiều nguyên nhân, có thể nó ốm, nó mệt mỏi như thế là cũng giang tay ra bóp mồm rồi tát rồi đập vào đầu mới nọ kia để gây đến chấn thương như thế là không được. Những các cái trường hợp như thế là phải xử lý thật nghiêm minh. Ngoài cái việc tuyên truyền để dẫn đến người dân cũng như là các tổ chức có ý thức hơn trong cái hoạt động của mình thì cái việc mà giám sát cũng là một cái công tác rất là quan trọng. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái hoạt động giám sát của cơ quan chính quyền địa phương thì cũng cần phải nâng cao hơn nữa, bởi vì khi người ta đã hoạt động tại địa bàn thì cơ quan giám sát là phải biết rằng là họ làm việc như vậy, họ hoạt động như vậy có đúng quy định hay không, có giấy tờ đầy đủ hay không. Và cái việc đó là tôi cho rằng là cần phải rõ ràng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa và thường xuyên hơn nữa để không dẫn đến những cái hậu quả nó đáng buồn như vừa rồi. Để vừa có đủ trường lớp, vừa phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho trẻ, bên cạnh việc tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, siết chặt công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cũng cần có giải pháp phát triển hệ thống trường mầm non công lập mới để giảm áp lực quá tải trong giáo dục, chăm sóc trẻ, nhất là những khu vực đông dân cư. Tôi nghĩ là bên cạnh cái vấn đề chúng ta quản lý các cơ sở mầm non thì việc mà chúng ta cần phải làm là tạo ra những cái cơ chế đặc thù dành cho những cái nơi mà dân cư quá đông đúc hoặc là nhu cầu quá cao. Ví dụ như chúng ta có thể nới rộng những trường mầm non công lập với những cái điều kiện như là nhóm lớp thuộc trường mầm non công lập và với điều kiện có thể thấp hơn một chút xíu để phụ huynh hoàn toàn có những địa chỉ cần thiết gửi con vào, thay vì chúng ta thả lỏng cho cái cơ chế tư thục phát triển như thế này. Sự tồn tại phát triển của các cơ sở giáo dục mầm non tư thục là tất yếu, khách quan khi các trường công lập không thể đáp ứng đủ nhu cầu của xã hội, đặc biệt tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp. Do đó, địa phương và ngành giáo dục cần phải có sự quan tâm chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là nhóm trẻ tư thục.